Quý bà con thân mến, khi làm bông mít nghịch vụ thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ dễ bị mưa nhiều, mà nước mưa thì nó thường có mang tính axit nha quý bà con. Và khi mà trong nước mưa thì khi nó len lỏi vô, nó không chỉ là làm cho cái việc thụ phấn nó diễn ra hạn chế hơn, nó dễ làm lép trái hơn, và ngoài ra thì nước mưa thì nó len lỏi ở trong những cái rãnh trái như vậy nè quý bà con, nó sẽ dễ dẫn tới cái việc gì ạ? Dễ dẫn tới cái việc là chúng ta trái mít của chúng ta nó bị nhiễm khuẩn, và nhiễm khuẩn thì một thời gian sau thì nó sẽ dễ bị cái gì quý bà con? Một thời gian sau á, nó sẽ dễ bị sơ đen. Đây là lúc mà thực hiện vườn không nhà trống nè, cái trái mít ruột đỏ, cái quy trình sinh lý của nó là khi mở ra trái mít nhỏ xíu y chang như cái giấy mít gì đó, rồi sau đó bắt đầu mới hình thành cái vỏ gai từ cái màu, sau đó hình thành vỏ gai nó chạm nhau ở cái phần đít này ha bà con ha. Rồi là tiếp theo nữa thì là bắt đầu hạt phấn nó mới về, mới hình thành hạt phấn, rồi sau đó mới thụ phấn xong thì mới hình thành cái trái giống như thế này nha quý bà con nha. Cái quá trình nó sẽ lâu hơn rất là nhiều, và như vậy thì chúng ta phải ngừa sơ đen cho nó, tại vì làm nghịch vụ thì mưa nhiều nha quý bà con, và mưa nhiều thì dễ bị nhiễm sơ đen dữ lắm luôn. Và cái tỷ lệ mà nhiễm sơ đen á, bà con hay nói là ở cây mít tơ nó nhiều hơn so với cây mít lớn, cũng phải đúng một phần nha quý bà con nha, do là sao, sức đề kháng của cây mít tơ á, nó sẽ ít hơn, nó thấp hơn so với sức đề kháng của cây mít đã trưởng thành nha quý bà con. Nên quý bà con đối với những vườn mít tơ, bà con chúng ta lại càng phải quan tâm hơn về cái vụ mà sơ đen ở cái trái mít nha quý bà con nhé. Lưu ý giúp dùm Hoàng Anh. Rồi bây giờ thì chúng ta phải ngừa sơ đen, và ngừa sơ đen như thế nào? Nó có hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là theo cái quy trình, theo cái tiến trình định kỳ, và nguyên tắc thứ hai là khi gặp mưa đêm nha quý bà con nhé. Có nhớ dùm Hoàng Anh, ngừa sơ đen có hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là đúng theo cái lịch định kỳ. Nguyên tắc thứ hai, cái lịch thứ hai là sau khi mà trái mít của mình trong giai đoạn thụ phấn mà gặp mưa đêm ha, giúp dùm Hoàng Anh cái việc này. Rồi bây giờ là cái bông mít cỡ như vậy nè bà con, chúng ta bắt đầu ngừa sơ đen giúp dùm Hoàng Anh nha. Cái bông mít cỡ như thế này là ngừa sơ đen giúp Hoàng Anh. Cái bông mít này nhiều quý bà con chúng ta sợ nó ra bông lá, nhưng mà con chúng ta yên tâm, nếu đủ lần thì nó vẫn sẽ thành cái bông cái bình thường nha quý bà con nha. Và đây cũng là một trong những cái cuốn mít dài nè, cái cuốn mít này dài nè, thậm chí nó nối thêm một khớp nữa thì cái trái mít vẫn nuôi lớn bình thường nha quý bà con nha. Đây là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, và cái việc ngừa sơ đen này áp dụng tương tự với cái mít Thái nha quý bà con nha. Đặc biệt nha, mít Thái nó lại cái mít ruột đỏ nó có một cái yếu điểm dễ bị sơ đen là gì? Cái quá trình hình thành sinh lý của cái trái mít đó, nó lâu hình thành cái vỏ gai quý bà con, giống như đầu video Hoàng chia sẻ. Còn đối với cái trái mít Thái nó dễ bị sơ đen là do cái màu của trái mít Thái nó ngửa lên vậy nè quý bà con, giống như là mình đi đông rượu hồi xưa nó có cái phễu để mà chúng ta rót cái rượu từ cái bình lớn và chiết thành vào cái chai, mà cái cổ nó nhỏ nhỏ vậy nè, chúng ta có cái phễu đó, thì cái trái mít ruột đỏ cái màu của nó ngửa lên vậy nè, nó rất là dễ bị nứt màu và rất là dễ bị sơ đen là do cái màu đó, nó giống như hứng nước mưa, và nước mưa nó dễ bị ngưng tụ ở trong cái phần màu, rồi nó bị ngưng tụ chỗ đó, đợi cơ hội khi nó thấm vào bên trong được á, thì nhẹ thì bị sơ đen, nặng thì bị thối trái quý bà con ha. Nên là thằng nào cũng có cái khó riêng của nó hết á, bạn nào thì cũng nhọc nhằn lắm quý bà con, nhưng mà làm ra được cái trái mít ruột đỏ, mít Thái mà nghịch vụ quý bà con, tới cái lúc mà chúng ta lụm lúa đó thì cũng rất là mê. Chẳng hạn như hiện tại bây giờ thì hồi nãy bên lái thằng Linh nó báo 100.000 ký mít loại 1 hả? Năm nay công nhận mít ruột đỏ với mít Thái sản lượng ít, do đầu năm làm bông khó quý bà con nhá, nên là thành ra là cái giá nó duy trì ở đỉnh khá là cao. Hoàng Anh thấy là nếu mà mít ruột đỏ mà được cái giá loại 1 mà được 100.000 là anh thấy rất là đẹp. Đầu năm 100 nữa, năm cái giờ cuối năm 100. Có thể là còn duy trì tiếp nha quý bà con, đó là một thông tin rất là vui. Nhưng quý bà con chúng ta cần phải quan tâm tới cái lứa trái hiện tại mới làm bông nghịch vụ hồi giữa năm nha quý bà con nha. Rồi, bà con quay trở lại câu chuyện sơ đen, nói chút xíu để cho mình có động lực một chút nha quý bà con nha. Rồi bây giờ ha, từ cái lúc mà cái bông nhỏ cỡ này quý bà con chúng ta sẽ ngăn ngừa sơ đen, thì ngăn ngừa sơ đen nó đơn giản lắm, đối với chu trình của Willow Farm. Đây, bên kia kìa, bên kia là cái trái mít đó là đang thực hiện vườn không nhà trống đó bà con, cái trái mít nhỏ nhỏ đó, nên zoom lại chút xíu. Đó, cái trái mít nhỏ nhỏ đó, từ cái lúc đó nó chuyển qua cái thằng cỡ như bạn này hạt phấn về nè, cỡ qua cái bạn kia trước, đây, cỡ qua cái bạn này trước hạt phấn chưa nè, rồi bắt đầu mới chuyển qua cái bạn này là hạt đang thụ phấn nè, ha, rồi sau đó mới chuyển qua cái bạn bự bên này, cái trái nhì bên này nè, anh nghe thấy không? Đó. Rồi để mà chuyển thành cái trái nhất cái cuốn này nè, là nó cần một cái thời gian rất là dài quý bà con. Rồi, nên là bà con chúng ta phải ngừa sơ đen, vì cái bộ ngừa sơ đen của nhà Willow Farm nó sẽ như thế này quý bà con. Hằng Anh sẽ theo cái lịch trình, đúng cái lịch trình của nó thì Hằng Anh sẽ có, để Hằng Anh ngồi ở đây gì đi cho nó thân thiện quý bà con ha. Rồi, cái hỗn hợp ngừa sơ đen thì đơn giản dữ lắm. Bà con chúng ta trong giai đoạn làm bông nuôi trái thì nó có siêu giáp lết, nó có canxi bò, nó có hai cái sản phẩm này.
siêu áp giáp plus và canxi bo nha quý bà con, hai cái bạn này đi chung với nhau và cộng với 400 lít nước nha. Còn nếu mà trường hợp mưa dầm mưa về như năm nay thì bà con chúng ta cộng thêm cái bạn chống mít sơ đen giúp dùng Hoàng Anh nha. Bà con lưu ý nè, chống mít sơ đen cộng siêu áp giáp plus là ngừa sơ đen. Canxi bo tại sao phải có ở đây? Canxi bo để tăng cường hạt phấn chắc. Canxi bo để làm gì quý bà con? Ngăn ngừa rụng trái nha quý bà, ngăn ngừa rụng bông nha quý bà con nha. Nếu quý bà con chúng ta cần phải giúp cái việc này giúp cho Hoàng Anh đối với mít thì không rụng bông nhưng mà nó sẽ làm cho cái cuốn nó chắc, nó khỏe nha quý bà con. Đấy, bà con lưu ý ha. Rồi, nếu trường hợp mà mưa ít thì bà con chúng ta có thể bỏ cái chống mít sơ đen ra. Nếu trường hợp mưa nhiều thì cộng chống mít sơ đen vô. Ba sản phẩm này cộng với nhau nó sẽ cộng với lại là 400 lít nước giúp dùm Hoàng Anh. Và phun vào đâu ạ? Phun trực tiếp vào trong bông giúp dùm Hoàng Anh. Và nhớ phun máy nén là tốt nhất, cực chẳng đã mới phun máy bình nha quý bà con. Máy bình áp lực nó ít nha bà con ha. Nha bà con lưu ý giúp dùm Hoàng Anh nha, phun trực tiếp vào trong bông không tốn bao nhiêu chi phí hết. Và cái bộ sản phẩm siêu giáp lết cộng với chống mít sơ đen nó ngừa nấm và ngừa khuẩn rất là hay, vừa ngừa nấm vừa ngừa khuẩn luôn. Nó giúp cho cái trái, cái bông mít của mình, cái trái mít của mình nó nối xa với lại sơ đen nha quý bà con nha. Đây là cái hỗn hợp để ngừa sơ đen. Còn canxi bo cũng góp phần làm cho chắc khỏe thành tế bào, làm cho cái việc nước mưa nó ngưng tụ đồ này kia nó khó thấm vào bên trong, cũng một lần nữa tạo thêm một lớp chống sơ đen cho cái bạn mít của chúng ta nha quý bà con nha. Và ở trong giai đoạn bông thì canxi bo nó rất quan trọng để tăng cường cái lượng hạt phấn chắc. Mà lượng hạt phấn chắc thì khi mà thụ phấn, nó thụ phấn được toàn trái thì như vậy thì đó là cái nền tảng, đó là cái bước đầu tiên để giúp cho cái trái mít mình nó tròn, nó mập, nó bự nha quý bà con. Chứ mà nó không thụ phấn được thì chỗ đó chắc chắn nó phải lép rồi, không có muối thì sao không lép được ha quý bà con ha. Không lẽ mình độn lên quý bà con. Ok, giờ Hoàng Anh vẫn có cách độn nhưng mà Hoàng Thanh thấy là Hoàng Anh vẫn tôn trọng sự thật hơn nha quý bà con nha. Nha bà con ha. Rồi, đó là theo định kỳ. Nếu mà ta dọn từ 7 giai đoạn mà từ lúc mà bông nhỏ giống như hồi nãy Hoàng Anh nói cho tới cái lúc mà trái trước khi vào bao á, thì bà con chúng ta phun 7 ngày tới 10 ngày một lần nha. Còn sau khi mà vô bao trái rồi thì bà con chúng ta sẽ kéo dài ra khoảng 10 tới 15 ngày một lần. Và khi mà cái trái mít mình vô bao trái rồi thì không cần hợp mít sơ đen này nữa, chỉ cần siêu giáp lết với lại canxi bo nữa là đủ rồi nha quý bà con ha. Chỉ cần hai sản phẩm này thôi là đủ rồi. Và đây là những sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ, nó có tính mát nên là trong trường hợp mà khi mà trái mít đang mở cái yếm để thụ phấn thì bà con chúng ta vẫn phun trực tiếp vô bông vô trái bình thường. Vì sao? Vì nó có tính mát nha bà con, nên đây là một cái ưu điểm rất là vượt trội của bộ ngừa sơ đen của nhà Willow Farm. Sản phẩm trị nấm khuẩn cũng chạy trên nền organic luôn, nên bà con chúng ta phun trực tiếp vô bông vẫn ok, không bị vấn đề gì cả nha quý bà con nha. Bà con thấy rất là tiện lợi ha quý bà con ha. Rồi, đó là theo chu kỳ, đó là theo đúng lịch. Còn trường hợp mà cái trái mít của chúng ta, anh Nghi quay dùm Hoàng Anh cái trái mít mà đang mở yếm mà đang thụ phấn á, trường hợp mà trái mít của chúng ta mà đang mở yếm đang thụ phấn hoặc là đã thụ phấn xong nhưng mà gai còn, vỏ gai còn rất là mỏng mà gặp mưa đêm, gặp mưa dầm, mưa về thì nãy Hoàng Anh có chia sẻ là nước mưa thì nó có mang tính axit nha quý bà con. Nước mưa nó có mang tính axit, giống như là một số cái trái ở đây, trái ở đây thì bị ít nha. Trái ở đây thì bị ít nhưng mà có một số cái trái, bà con thấy nè, ở đây nó có cái răng nè, quay gần giúp Hoàng Anh nghe. Đây nè, có răng nè bà con ha. Cái này là do bà con biết sao không? Nước mưa á, nó làm cho cái trái, cái đường kẻ này nè, nó chạy theo cái đường kẻ này, nó chạy tới đâu thì nó bị nám tới đó nha quý bà con. Cái này thì nếu bà con chúng ta bữa hôm sau á, mưa xong bữa hôm sau bà con chúng ta rửa thì cái phần này nó sẽ rất là hạn chế. Và khuẩn nó cũng theo cái phần răng này nè, nó theo cái rạc rảnh này nè, nó vào. Nên á, là lúc mà cái bông mít của mình vườn không nhà trống hoặc lúc cái trái mít của mình thụ phấn xong nhưng mà da nó còn non, tuổi thơ nó còn chưa dữ dội á, thì bà con chúng ta giúp dùm Hoàng Anh là mưa đêm thì bữa sau lệch khỏi chu kỳ phun ngừa sơ đen, bà con chúng ta vẫn phun rửa bông. Chúng ta gọi là phun rửa bông, chúng ta phải phun thằng vẫn là canxi bo để mà tăng cường cái chất lượng hạt phấn, tại axit nó có thể rửa trôi hạt phấn và làm quéo cái hạt phấn. Thì bà con chúng ta cũng nên có cái sản phẩm canxi bo cộng với siêu áo giáp lết nha bà con nha. Ha, bà con kỹ hơn thì khi đó bà con chúng ta phun thêm chống mít sơ đen giúp dùm Hoàng Anh luôn. Đây là bộ ba sản phẩm để bà con chúng ta rửa bông nha. Đã thấy rõ trên nghi nha, đây là bộ ba sản phẩm để chúng ta rửa bông. Mà con chúng ta không rửa bông là rất là dễ trái sau này để bị nám hoặc là thụ phấn không có đều, và đồng thời là rất là dễ bị sơ đen nha quý bà con nha. Nhớ rửa bông định kỳ giúp dùm Hoàng Anh nếu bữa trước có mưa đêm, hoặc là mặc dù không có mưa đêm nhưng mà nó bị sao quý bà con, nó bị mưa dầm mưa về nhiều ngày á, thì lệch khỏi cái định kỳ là phun sơ đen thì bà con chúng ta cũng vẫn nên phun nha quý bà con. Đó nó là phòng bệnh hơn chữa bệnh quý bà con. Bị mà nám dữ rồi là không có chữa được, mặc dù có rồ combi thụ
thủ sẵn rồi đó nhưng cũng không chữa được cho nó lành lặn, nó đẹp lại quý bà con ha. Cái quan trọng nữa là gì quý bà con, hạt phấn và thủ phấn không đều, Hằng Anh cũng có cách cho nó, cho nó đắp vô cho nó nở ra đó, nhưng mà vẫn thấy là nó cũng không phải là sự thật nha quý bà con. Tốt nhất là vẫn là phải thủ phấn đều bằng canxi bo, là phải bổ sung định kỳ cái lúc mà sao bà con, từ cái lúc bông cho tới cái lúc mà sau khi thủ phấn xong nha quý bà con nha. Ok vui quý bà con. Vậy thì đơn giản là ngừa sơ đen thì nó có 3 sản phẩm thôi. Canxi bo, canxi bo này nằm sẵn trong bộ dưỡng rồi quý bà con. Canxi bo nhất nhất là chúng ta phải có, và canxi bo của Willow Farm nó có ưu điểm vượt trội, đây là dinh dưỡng hữu cơ hấp thu từ 90-95% do ở công thức nano, và là công thức là dinh dưỡng dạng hữu cơ quý bà con, nên nó rất thân thiện, nó rất mát và hấp thu rất là nhanh nha bà con nhá. Còn cái nấm khuẩn COG Plus này bà con cũng biết rồi, cái này là anh Diễn còn dán nếm đó mà, tức là dinh dưỡng này hữu cơ rất là an toàn nha bà con. Rồi hàng chống mít sơ đen này á, là ngoài cái khả năng mà trị nấm khuẩn ra, ngừa nấm khuẩn ra, nó còn bổ sung tinh dầu tỏi chiết xuất từ tỏi và nhập khẩu từ Ấn Độ nha quý bà con. Nó sẽ có tác dụng là tạo mùi hôi và xua đuổi bọ xít mũi với lại ruồi vàng. Bọ xít mũi và ruồi vàng nó sẽ rất là dễ xuất hiện trong quá trình khi mà cái bông mít của mình nó mở yếm ra, rồi bắt đầu cái hạt phấn nó xuất hiện là nó thơm thơm quý bà con. Cái mùi đó nó rất là hấp dẫn hai cái bạn đối tượng này. Tới nó chích một phát một là làm cho cái trái mít của mình là thứ nhất là nó sẽ bị đen ngay chỗ cái vị trí chích, thứ hai là nấm khuẩn sẽ rất là dễ vào theo cái đường dẫn đó, cái ngõ đó. Nên là chúng ta sẽ thấy cần phải là bảo vệ và hai cái đối tượng nó, hai đối tượng bay nhảy khủng khiếp, nó đi quán bar thường xuyên, nó bay ghê lắm quý bà con. Nên nó là quý bà con chúng ta cần phải có, cần phải bổ sung cái bạn bò xích, cái bạn chống mít sơ đen này thì có cái tác dụng là xua đuổi hai cái bạn kia luôn. Nói chung sản phẩm khi mà Willow Farm thiết kế thì lúc nào cũng là một tác dụng chính cộng với 2-3 cái tác dụng phụ gọi là add thêm value quý bà con, là lúc nào cũng thiết kế theo cái phương pháp đó để giúp quý bà con chúng ta có nhiều cái giá trị nhất từ cái sản phẩm khi mà chúng ta sử dụng theo cái phương hướng của, theo phương pháp của Willow Farm nha quý bà con nha. Vậy thôi, ngừa sơ đen nó chỉ có bấy nhiêu thôi quý bà con. Ngừa sơ đen thì nó có 3 sản phẩm, nhưng canxi bo thì nó nằm trong cái bộ dưỡng của nhà Willow Farm sẵn rồi. Và để nhận biết COG Plus mà đúng hàng sản phẩm Willow Farm, anh nghe nói giờ bữa hồi anh phải lấy cái màu anh tô lên này, nó in nổi màu trắng, không biết máy camera bắt được không, có chữ Willow Farm ngay chỗ hàng tay mà thằng anh đang sờ rì rì nè, có chữ Willow Farm, có chữ R ở trên này nha quý bà con, là in nổi ở trên chai nha. Ở dưới đít thì nó có số điện thoại hotline cũng in nổi luôn nha quý bà con. Rồi, khi mà làm bông mít nghịch vụ á, ra bông thì đã khó rồi, tiếp theo phải ngừa sơ đen, phải nuôi trái để làm sao cho cái trái nó lớn nhanh, lớn nhiều, mẫu mã trái phải đẹp. Thì Hoàng Anh có làm nhiều video để chia sẻ về việc này, quý bà con chúng ta nhớ đón xem bằng cách đăng ký kênh Willow Farm siêu thị cây giống nha quý bà con. Và bà con có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi cho trợ lý Hoàng Anh, Hoàng Anh sẽ nhanh chóng trả lời quý bà con chúng ta bằng video để quý bà con chúng ta yên tâm, chúng ta hăng hỉ khi chúng ta làm vườn. Và kính chúc cho quý bà con chúng ta luôn nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được mùa được giá. Và đặc biệt nha, những quý bà con nào đang làm bông mít ruột đỏ nghịch vụ ở giữa năm thì đầu năm 2025 5 tỷ bà con chúng ta sẽ bán được với giá thiệt là cao ha quý bà con ha. Và nếu quý bà con chúng ta cần phương pháp làm bông nối tiếp, làm bông nghịch vụ nối tiếp thì bà con chúng ta nhớ ới Willow Farm nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.